Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Là ngày 14 tháng 1 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị trên toàn quốc một siêu phẩm nữa là Di Lặc Cưỡi Rồng. Phật Di Lặc vác cành đào là một hình tượng rất gần gũi. Mỗi khi cảm thấy mệt thì hay bắt gặp công việc nào đó có áp lực nặng nề thì chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Phật Di Lặc thì sẽ giúp ta giải tỏa lên những cảm giác mệt mỏi căng thẳng. Và trong phong thủy thì Phật Di Lặc là biểu tượng của sự hạnh phúc viên mãn. Vì vậy mà việc trưng bày tượng Phật Di Lặc trong nhà thì sẽ giúp thu hút được tài lộc và vượng khí vào nhà. Còn chúng tôi đang quay sát máy quay lại cho quý vị xem đây. Di Lặc vác cành đào. Tổng thể chiều cao của pho tượng Di Lặc này là cao 2m20, chiều rộng là 1m50 và chiều sâu là 70. Toàn bộ là chúng tôi làm bằng gỗ hương Gia Lai 100%. Được các nghệ nhân của cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh đục chạm thủ công bằng tay. Đây, gương mặt rất là phúc hậu và viên mãn này, thì sẽ giải tỏa được áp lực trong công việc. Và khi đặt tượng Di Lặc trong nhà thì sẽ hút được tài lộc và vượng khí. Để làm được một pho tượng như này, chúng tôi đã thi công trong vòng 4 tháng mới xong. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thế của pho tượng Di Lặc này là Di Lặc cưỡi rồng. Vâng, phần phía dưới đây là chúng tôi đục rồng. Toàn bộ được điêu khắc bằng tay. Đó, kênh bồng, rất là kênh bồng đẹp. Toàn bộ là gỗ hương Gia Lai. Đây, chúng tôi quay phần sau đây. Toàn bộ đây là gốc cây bằng gỗ hương. Quý vị hãy chiêm ngưỡng. Pho tượng Di Lặc đây đang được đánh giá là hàng độc quyền, hàng hiếm trên thị trường. Tìm không thấy. Chúng tôi vừa mới cho ra mắt trong dịp Tết Nguyên Đán 2020 đây. Di Lặc vác cành đào đây. Quý vị nào muốn sở hữu thì hãy để lại comment phía dưới. Hoặc quý vị có đặt hàng online thì hãy liên hệ qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Tôi xin nhắc lại là chiều cao của pho tượng này là 2m20. Chiều rộng là 1m50 và chiều sâu là 70. Gương đục dáng này như là ngọa hổ tàng long vậy. Đây, quý vị cùng chiêm ngưỡng tổng thể của pho tượng này. Toàn bộ là gỗ hương Gia Lai. Đây là chúng tôi đang để ở cơ sở xưởng đục của chúng tôi. Vài hôm nữa là chúng tôi đã bàn giao cho khách ở Hải Hậu Nam Định. Rất là cao. Đây, quý vị nhìn người thợ chúng tôi đang so sánh về chiều cao đó. Rất là cao. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.